Suzuki ra mắt mẫu ô tô giá siêu rẻ, bằng một nửa Kia Morning, thiết kế vô cùng ấn tượng. Mẫu SUV đô thị Suzuki Espresso bắt đầu được ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào năm 2020. Sau 2 năm, liên doanh Maruti Suzuki đã quyết định bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu xe bé hạt tiêu này. Theo đó, Espresso thế hệ mới được bán ra với hai phiên bản LCSNG và CSNG cùng mức giá lần lượt là 5,90 lakhs và 6,10 lakhs, tương đương khoảng 172 triệu đồng và 178 triệu đồng. Suzuki Espresso SCNG mới được trang bị động cơ Dual VVT, phản lực kép, dung tích 1.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 56,69 mã lực tại 5.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 82,1 Nm tại 3.400 vòng trên phút ở chế độ CNG. Sức mạnh được chuyển tới bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp. Espresso CNG được cho là cung cấp hiệu suất nhiên liệu tuyệt vời ở mức 32,73 km trên kg khí CNG. Ngoài ra, Suzuki Espresso vẫn sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng lần lượt là 3.665 mm x 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.380 mm. Thông số này của Espresso thậm chí nhỏ hơn dòng xe hạng A, Hyundai Grand i10. Ngoại hình Suzuki Espresso được thiết kế đơn giản, góc cạnh. Tuy không có vẻ đẹp thời trang nhưng chiếc xe có phong cách riêng, dành cho khách hàng thực dụng, chỉ cần một phương tiện để di chuyển cơ động và vẫn có thể chở được 5 người lớn. Nội thất Espresso có bảng điều khiển lấy cảm hứng, từ mini với các lỗ bezel điều hòa. Khu vực thông tin giải trí được trang bị Smart Play Studio có tính năng CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ lái kỹ thuật số đặt tại vị trí trung tâm, phù hợp cho cả thị trường tay lái nghịch và tay lái thuận. Ở phía dưới bảng táp lô là hệ thống điều hòa không khí chỉnh tay, cổng USB và cổng sạc 1-2V. Một số trang bị an toàn tiêu chuẩn có trên Suzuki Espresso bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cảm biến đỗ xe.